Chào quý vị và các bạn thân mến, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Ba Lượm ở Châu Thành, Tiền Giang để tiếp tục chia sẻ cho quý vị bạn xem thêm hai cây mai tàn quái ha, và một cây trang mẫu đơn thành phẩm. Thì quý vị bạn xem và giao lưu anh Ba Lượm nhé. Chào anh Lượm. Chào anh Tâm. Nên em có hai cây mai vàng bonsai với một cây bông trang nha. Vào cây số 1. Dạ. Cây tre mai cũng thành phẩm rồi nha quý vị. Cũng sửa được hai nước nhôm rồi. Cây này Tết về là chơi có bông luôn nha. Rồi, chiều cao nhanh. Cây này chiều cao là 65. Rồi, tán ngang luôn. Cây này cây bonsai ha. Sai. Lùng lực. Tán ngang nó là 75. Dạ. Nó có cái nhánh bay đây nha. Rồi, nhánh bay ha. Kéo cho lạ nha. Từ ngoài cái đuôi ra đây tới là 80 nha. Rồi. Đây, tổng thể từ trên xuống dưới đây. Chân cành cũng đặc ra nha quý vị. Rồi, quanh thân nha. Cây này rất quái. Quái ha. Nó nhiều con ốc giống là gì đó. Hoành thân là 24. 24 đúng. Đây cái củ đế nữa ta. Củ đế. Đế nó có cái dòng củ nha. Khoảng 65 nha. To ha. To. Đế thì đều cái thân, thân đầu tiên đi. Rồi, thân, thân đầu tiên là 23. 23. Có chân cành đầu tiên mọi người. Thân thì dặn ngặt ha. Đây, dặn này. Cái gì coi từ từ đi. Đây. Rất quái ha. Quái là nhiều con ốc rồi đó. Đế thì đều bốn mặt quýt mọi người. Rất rất đều rất đặc luôn nha quý vị. Đúng vậy, rất bự luôn. Quái. Đế thì quýt ha. Đế rất đặc rất là thẻo lại lên xanh đá nha. Cây này kéo nhựa rất liền nha quý vị. Đây. Đang kéo nhựa ha. Rất liền, rất mạnh. Anh em khỏi lo. Sợ gì hết. Nó có cái nhánh bài nha. Dạ. Anh em nào muốn chơi về bạn. Cái này anh kéo được mấy nước nhôm hả? Dạ hai nước nhôm ạ. Hai nước nhôm ha. Cây này Tết là có bông chơi nha. Cây này nằm chỗ mấy tấc anh? Chậu 6 tấc. 60 ha. Đứng chuẩn bonsai. Cây này bông đẹp nha. Bông từ mấy cánh? 5 tới 10 cánh mà cánh giống nha. 5 tới 10 bông. Cánh, cánh giống ha. Bỏ lắm bông đẹp. Đây nè, ngoài nè. Đây đo đo cái củ con ốc thử à, cái gì coi cái... nha. Khúc này ha. Đây đo cái nguyên cái con ốc đó nè. Nó là một 109 nha. À. Đây, cái hoành ốc đó nè. Sẵn rồi. Hai tay nè. À. Nó quái luôn, nó muốn dính lại luôn nha quý vị. Đây nó muốn dính lại luôn rồi. Yeah. Nó còn chỉ hở chưa được 5 cm. À. Đây. 50 ly. Quái ha. Rất quái. Rồi, có giá nha anh. Cây này có giá là 5 triệu rưỡi anh. 5 triệu rưỡi mọi người. Bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Cái này là bỏ chậu lại nha quý vị. À, anh bỏ chậu lại ha. Lại thôi. Cây rất quái mọi người. Đúng chuẩn bonsai. Đấy rất đẹp luôn quý vị. Cây thì xanh mướt ha, mắt cực mạnh. Đấy thì bốn mặt vip, bốn mặt đều có nha quý vị. Thân thì dặn quái. Tay cành thì khá đều ha. Khá đều. Đây là cây số 1 luôn yeah. Quý vị. Rồi tiếp theo luôn. Nào nói không? Rồi. Cây số 2. Tiếp theo là cây mai số 2 mọi người. Wow, cây này vip ha. Rồi, cây này cũng thân thì lắc lượng. Tàn gọn để bàn để yeah. Nhà chơi nha. Dáng long mọi người. Rồi chiều cao nha. Dạ. Chiều cao là 90. Rồi. Tán ngang luôn. Tàn thì tròn đều ha. Tròn đều. Tán ngang cũng 90. Rồi. Sang dòng luôn. Rất đẹp mọi người. Tàn rất đặc. Cây này yeah. Tết bảo đảm bông rất nhiều. Rồi hoàn tăng luôn. Đúng chuẩn bonsai ha. Bonsai. Cây này hơi nhỏ hơn cây nãy quá. Hoành 21. 21 đúng. Co lắc rất là đây, cái củ đế đây. Rồi đo thử cái củ đế cho mình xem thông thấu. Củ đế là 42. 42. Rồi anh xe dùng đế luôn. Rất quái ha. Đế thì bốn mặt nôm. Đế rất đậu như quý vị. Dạ. Đều bốn mặt. Cộng to lực ha. Rất to. Tay cái. Đây có co lắc rất ngặt ha. Đây, cái co lắc này. Đó, rất ngặt mọi người. Nó bằng một bụm tay mình vậy. Rồi anh xây xây xây. À. Hình chữ S ha. Đó. Nó muốn ngoái, nó muốn dính lại luôn nè. À. Một bể tay mình á.
Tay cành này cũng sửa được hai nước đều nhôm mọi người. Anh sửa được hai nước nhôm ha. Cái này nằm chậu lâu cho anh? Cái này nằm chậu 1 năm rưỡi á. Dạ dạ. Uống được hai nước nhôm ha. Uống kiểu mới cập nhôm. Cái này cũng trồng trong sậu 6 tấc nha. Dạ. Đây tổng thể từ trên xuống dưới đây. Dàn xương thì dày đặc ha. Dày đặc. Cành thì phân bố đều đúng chuẩn bonsai. Đây, chương cành nó bỏ nhịp lắc đẹp như lắc lượng đẹp ha, nhăn lông. Có mấy cái này chỉ mặt cắt không có gì như quý vị. Cái này nuôi thời gian sẽ liền ha. Rất đẹp luôn. Theo những chương cành cắt nó ra lấy nhánh theo thôi. Quý vị khỏi lo. Cây rất quái mọi người. Đây. Đó, dàn xương đây. Rước lên cho quý vị xem ha. Phân bố đều. Tôi thì lắc lượng. Ê, nằm chậu 60 anh. Chậu 60 anh. Rồi, có giá nhanh. Cây này có giá 5 triệu. 5 triệu mọi người. Bao ship toàn quốc chơi vị luôn. Bỏ chậu lên như vậy. Anh bỏ chậu lại ha. Không tưởng mà sai. Chú chơi cái ông chàng. Này bông đẹp không? Cái này bông từ 5 tới 10 trắng à. Bông đẹp ha. Bông đẹp. Rồi tiếp theo luôn. Cái cây số 3 nha, cây bông vàng nha. Rồi tiếp theo là cây trang lá lớn ha. Lá lớn qua mẫu đơn. Dạ, qua mẫu đơn mọi người. Cái này màu gì anh? Màu đỏ. À màu đỏ ha. Đây còn một bông. Đây. Đó. Mẫu đơn. Lá lớn. Cây này số mấy anh? Cây số 3. Số 3 ha. Rồi chiều cao nha. Cây này chiều cao 1m6 nha. Dạ. Rồi quanh bụng luôn. Có qua bụng. Rồi rồi. Quanh bụng cũng 1m6. À 1m6 hơn ha. Đây có dư nha. Dạ. Này quay dây thước 1m5. Rồi anh sang vòng luôn. Cái thân chậu sung luôn nha quý vị. Rồi quanh thân luôn. Cũ to ha. Cái này để mấy nhánh đặt nha. Cái thân đo cái thân dạ. Chính nó đi. Tổng quanh đi. Đo một cái thân chính đi. Rồi đo cái cũ sao. Dạ dạ. Thân chính là nó 15. Rồi. 14 đi. 14 ha. 14 đúng. Rồi đo cũ cho vị xem tham khảo luôn. Cái cũ là 27. Rồi. Này nó có dính một cái trang lá nhỏ vô nha quý vị. Lá ha. Cái trang đỏ lá nhỏ nha. Mà có mấy nhánh ít thôi. À. Còn nó bự nó dính vô hết luôn. À. Đây. Nó chỉ có mấy nhánh nè. Đế thì cũng khá đế ha. Khá đế. Cũ thì to. Đây là tổng thể đây. Rồi có giá nhanh. Cây này giá 3 triệu rưỡi bao ship nha. Bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Rất mong mọi người ủng hộ cho anh Lượng. Cảm ơn nhiều. Dạ. Ship toàn quốc. Thấy thì... đế xuống có như quý vị. Tại không có dám mò nha. Cái cũ nó là có đế nha. Cũ có to. Tại mình giữ cái tàn cho đẹp. Yeah. Cho sung cây. Đây cái bông nữa đây. Đây cái bông. Quý vị coi lại cho kỹ nha. Bông đỏ. Cũng được ha. Ừ. Cái này là lá chung nha quý vị. Chung. Lá rất nhỏ nha. Lá có 2 ngón tay nha. Chứ không phải là loại lá bự nha. Rồi hết cây anh. Hết cây anh. Rồi bây giờ mình cũng tạm dừng đây nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Cái giá 3 triệu.